đúng. Đây đúng là thánh bào. Đây đúng là thánh bào nè. Đúng rồi, thấy chưa? Em có tầm ăn chặt cái và bào ngoài. À, nó bào hết tầng, hết tầng bánh. Sẽ không có bánh nè. Đó, giờ nó bào tồ rồi, nó bào. Má hồi xưa cái má để dành cái đi cái hộp cái đồ đủ to đó. À, ông nội chị Tinh Đen à. Đây là chị Tinh Đen. Tâm ăn chật đã đi ngủ. Rồi chú bà hai thế. Đi ra. Ra cho. Chạy ra câu nội đúng chuối tên này. Tên tên. Trời 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 chặt gì ông nội. Ngã gì vậy? À. Tâm ăn chật đi chỉ có màu thôi. Nè, bây giờ phải nói không nè. Không có đồ nữa, khổ quá. Đây đem hồ đồ phê như này chắc là lạc lè như này đó. Nón à. Quần áo. Rồi chỉ có một bộ đồ thôi. Rồi. Ừ. Đi xuống. Kìa. Là da bà cũ coi. À, con nội da cũ nè. Da cũ đi. Bà cũ quá. Này không dám cho tin lấy cái gậy bà cũ luôn rồi. Bà cũ cắt nè. Da cũ đi con. Là da cũ đi nè. Tin. Đi. Gặp ngon hơn chứ. Ê, cái nó nhỏ thì nó còn ngoài thì được. Rồi thêm tay giả cũ. Là đi. Giả cũ đi tin. Lấy giả cũ cân được. Giả cũ đi tin. Ủa, chưa chai nước đâu. Giả cũ đi tin. Ủa, tin đâu vậy? Dạ chưa? Tiện gì chắc. Thôi. Đừng làm lộn xộn. Thôi, về. Thôi. Dạ cụ đi tin. Dạ bà cụ. Dạ bà cụ lại là nghe bà cụ nè ngoài. Phanh tay, phanh tay lại giả bà cụ. Nè coi chú ba nè, coi chú ba nè. Tin. Nè coi chú ba nè. Tin. Nó. Đầu ngoài luôn rồi. Nè mang dép nè tin. Nè mang dép nè. Rồi xách đồ đi. Con trang con đâu? Trời bị xử gì chứ đâu? Bị đua à? Mẹ nó lộn rồi. Thôi. Không rồi. Ủa, con ngoài xe còn không trang nhóc. Tin không lấy. Nhóc. Tin không lấy. Nhóc. Có. Lấy tiền bà cụ cao. Cho con cái việc lấy. Thôi. Cũng mừng cho con mau lớn mà. Hôm nay dạ cụ. Hôm nay lại dạ cụ. Nè. Nè lại đây. Đó thấy không? Thấy chú ba không? Thấy chú ba không? Lại lại. Phân tay lại nè. À. Coi chú An nè. À, thanh tay lại thay cầm đi coi. À. Để bà cụ đưa qua mỗi tay bà cụ. Rồi thanh tay lại nói sao? Dạ. Dạ cụ con luôn chị bà cụ nè. Nói con cảm ơn bà cụ. Không có nói con cảm ơn bà cụ. Cảm ơn bà cụ này. Dạ bà cụ con đi về. Để xin bà cụ ơi. Dạ bà cụ con đi về. Con có tiền nè, cụ có tiền nè. Thấy không? Cụ có tiền. Con cảm ơn cụ chưa? Con cảm ơn cụ. Dữ. Tình ngoan nhất à. Rồi dạ cụ chưa? Dạ bà cụ. Đó, cái anh sách này nè. Dạ bà cụ đi. Cha bạn ngoại tích tắc rồi để ông sách đi. Rồi. Đi về. Đi tin. Má cô về má. Về nhà con không khó.
ngoại gửi lời thăm cha má khỏe nha con. Dạ, cảm ơn ngoại. Cái ly này mình uống. Ngoại về rồi. Hành tang, khăn gói. Ủa tin đi với nội rồi hả? Đi nội à. Kìa chào kìa. Má có cái nhà tắm ngày vậy ngon rồi tối mới đi một nhà thôi đặng máy quét nó khỏe chứ nó đi hai ba nhà nó cực dữ lắm. Bởi vậy. Bỏ cái nhà kia luôn đi. Rồi. Ra ra cho xin đi ngắm bò ngắm dê. Ủa nè, nè lấy cái khẩu trang cho mẹ cái khẩu trang bên hông nè. Đây xì tin đen khăn gói trên trên dài khăn gói chè lại được chưa. Nè 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 đưa tiền cho nội đi cầm hồi rớt hết tiêu thôi đưa cho cha mẹ đi. Hả? Đưa cha đi. Bỏ túi cha đi. Dữ. Túi cha kìa. Dữ. Túi quần nè bỏ túi cha đi. Hả? Cha chỉ có đồ không hà. Cái gì vậy? Chỉ có đồ không hà. Cái gì vậy? Là sao? Ừ. À đưa nội hồi nội mua cho đồ với đồ chơi. Ừ. Đầu tư ít hưởng lại nhiều. Nãy mày kiếm được cái bóp không chứ? Vậy? À, nãy kiếm được bóp không? Trời rồi. Đâu? Vô nhà anh theo. Ừ. Con vô cái đất nhà. Hay dữ. Thì biết gì? Thì biết về luôn thấy chưa? Xin dữ quá. À. Đây. Không, xin biết về luôn đó. Dạ. Chị bảy. À, cô về bên khác hả? Dạ. Về chơi chơi hồi nào giờ gì à? Về hay ủa có đấy thì không hay gì chơi. Tại về chơi có mấy con người dâu người về đó. Vậy chứ. Về nha. Con dâu hả? Về. Con chú ba sao đội nón nó ngược luôn rồi. Ủa, mới đẹp. Rồi. Tới nơi rồi. Rồi, để tin ngoài đi. Đi thôi, vô nè. Bye tin. Rồi. Tin. Dạ. Sao hả? Lại ngồi với ông nội đi, cho nó rộng. Ôi. Qua ngồi với ông nội nè. Con ngồi với ông nội. Anh cọc cái máy lạnh nè, bên thức nè. Mẹ con không ngồi với ông nội. Mất ổi nè, hay lý nè. Bây heo lại video sau. Giờ đi à. Tết thì về đi chơi. Không chạy. Đi chơi mà không biết Tết còn con nào. Gì thiệt. Chết chú ba rồi. Chết chú ba rồi. Ơi. Mày gì tên? Mày đang qua gì vậy? Nấu sáng thì ở bếp càng ơi. Mày gì tên? Ừ, giờ nó gồng luôn. Mấy xe tải chạy quá mà chiếc xe mình có nhiều dung lượng nè. Mấy xe tải nè. Trời vừa quá tải nè. Thương cha hay thương mẹ nè. Con thương ai nhất?
Dữ. Thôi, bà nội nhớ 50 ngàn. Kêu bà nội mua chiếc xe ơi. Nhớ luôn kìa. Nghe nói con đưa tiền bà nội rồi bà nội. Hello.